Ngày 24 tháng 6 năm 2020, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh, Công an huyện Phù Cừ và Công an xã Nguyên Hòa bắt quả tang 14 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa tại một căn nhà 2 tầng thuộc thôn La Tiến, xã Nguyên Hòa. Trong đó, có 11 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại Thái Bình, 2 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại Hưng Yên, gồm Nguyễn Văn Tuất, sinh năm 1970 và Trần Hưng Đạo, sinh năm 1973. Đối tượng còn lại có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ trên 200 triệu đồng trên chiếu bạc và trên người các đối tượng, một bộ bát đĩa, 4 quân vị, 17 điện thoại di động, 5 ô tô cùng các vật chứng liên quan. Được biết, đây là nhóm đánh bạc chuyên nghiệp do Nguyễn Tất Thuận, sinh năm 1986, ở tỉnh Thái Bình cầm đầu. Thường xuyên thay đổi địa điểm tổ chức đánh bạc di động trên địa bàn 4 tỉnh là Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, nên gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng vây bắt. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đang tập trung điều tra làm rõ vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc theo đúng quy định của pháp luật.